Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của Tiếng Phong TV. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chuyên gia nói về sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Ông Hun Sen nêu 4 lý do từ chức. Vì sao VPS thuê trọng tài Thái Lan bắt đại chiến Hà Nội, Công an Hà Nội? Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong nước đáng chú ý. Thông tin quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của Hà Nội, thuộc diện phải sắp xếp lại trong giai đoạn 2023-2025, đang khiến dư luận quan tâm. Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam khẳng định, ông không ủng hộ việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm mà kiến nghị nên giữ nguyên như hiện tại. Trong 5 tiêu chí hình thành quận, Hoàn Kiếm chỉ thiếu một tiêu chí là diện tích, trong khi các tiêu chí khác đều vượt. Chúng ta cần cân nhắc không nên chỉ vì một tiêu chí, một quyết định hành chính mà làm giảm đi giá trị văn hóa, dấu ấn lịch sử. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cũng cho rằng, Hà Nội nên tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chứ không phải tính toán sáp nhập một quận quan trọng như quận Hoàn Kiếm. Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu của người tiêu dùng vàng tại Việt Nam trong quý 2 chỉ đạt 12,7 tấn, giảm 9% so với quý trước đó. Dường như người Việt ít mặn mà đầu tư vàng. Ông Shao Kai Fan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, nhận định, đa giảm nhu cầu vàng của người tiêu dùng Việt Nam tương tự các thị trường khác thuộc khu vực ASEAN. Sự suy giảm kinh tế Việt Nam trong hai quý liên tiếp đã tác động đến tâm lý thị trường và nhu cầu tiêu thụ trang sức. Nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng cũng bị hạn chế do tính thanh khoản thấp, chịu tác động từ sự suy thoái của thị trường chứng khoán và bất động sản. Chiều ngày 30 tháng 7, anh NHQ quận Ba Đình, Hà Nội điều khiển ô tô từ cầu Đuống rẽ phải xuống đường Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Bất ngờ một chiếc diều kích thước khá lớn liệng xuống đường, cứa ngang mũi xe. Theo anh Quy, vết cứa khá sâu, nếu với các phương tiện khác không phải ô tô, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tháng 7 năm ngoái, anh ND trong lúc di chuyển từ Phủ Tây Hồ về Thụy Khuê bị dây diều rơi xiết mạnh vào cổ, tạo thành vết cắt dài khoảng 13 cm. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội trao đổi với Dân Trí. Thả diều từ một thú vui dân dã nay có nguy cơ trở thành một đe dọa thường trực đối với người dân, ảnh hưởng đường lưới điện. Trường hợp gây thương tích cho người khác thì căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân, người vi phạm có thể phải đối diện với mức hình phạt thấp nhất là cảnh cáo, phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm, cao nhất là phạt tù 3 năm. Chúng tôi đã có mặt tại bãi xe đối diện với cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội là nơi giao dịch khí cười. Đây là khu vực quán trà đá mời chào khách hàng. Còn đây là nơi để cho khách thử bóng. Chúng tôi đã có những ghi nhận về đường đi từ khí cười đến bóng cười. Hello. Em đang ở phòng ạ. Anh bảo là mang cho anh mà cái bình 10 cân anh để ở góc góc tường và gần mấy cái bình to ấy. Mang ra bình 10 cân đem trên bài nhá. Để cho khách tự người đang kiếm biết. Nếu anh bắt ở trên Hà Nội thì bên em chịu trách nhiệm chủ định. Nếu mà bên anh mà khó mà không mời được xe thì bên em thuê được xe riêng cho mình để mình chạy. Cái 2 đô la kia thì mình chở gì đây? Vậy em đi su cốc cái kiểu này. Su cốc thì chở to được cái loại to rồi. Tống như tống thẳng mà, nhưng tống ngang tống thẳng được mà. À. Nghĩa là cái loại su cốc thì mới chở được. Quanh phố kia. À. Dạ. Lúc mà tầm dạng sáng ấy, lúc đấy nó làm việc cái gì? Hay cửa nó cũng tàn hết rồi. Thì em cũng nói rõ là thì cả chục tấn bên em cũng có mà. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Theo Điều 15 Nghị định 81-2021 NDCP, các ngành miễn học phí cho sinh viên bao gồm chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh và Mác Lênin, chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y tâm thần, giám định pháp y, giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của nhà nước. Bên cạnh các ngành miễn học phí thì hiện nay cũng có rất nhiều ngành giảm học phí cho sinh viên đến 70%. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 81
quy định các ngành học giảm 70% học phí cho sinh viên, gồm các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa nghệ thuật bao gồm nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đơn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, tuồng, chèo, cải lương, múa, xiếc, một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Phát biểu tại lễ khánh thành đường vành đai thứ 3 nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Ka Đan ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nêu 4 lý do khiến ông quyết định từ chức sau nhiều năm lãnh đạo đất nước. Thứ nhất, việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ hiện ổn định và an toàn. Thứ hai, thế hệ trẻ cho thấy tâm thế sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Thứ ba, dù từ chức thủ tướng, ông Hun Sen vẫn lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Cuối cùng, đa số phiếu bầu ủng hộ tướng Hun Manet làm tân thủ tướng. Đài USA Today dẫn một nghiên cứu mới được công bố ngày 2 tháng 8 cho thấy đợt nắng nóng dữ dội trong tháng 7 vừa qua đã thiêu đốt nhiều nơi trên hành tinh, ảnh hưởng hơn 6,5 tỷ người trên khắp trái đất, tức 81% dân số toàn cầu. Tháng 7 đã chứng kiến những đợt nắng nóng kỷ lục trên khắp Bắc Mỹ, châu Á. Đợt nóng này được ghi nhận là nóng nhất lịch sử địa cầu, đã gây ra loạt trận cháy rừng nghiêm trọng ở miền Nam châu Âu và Canada. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội ở vòng 5 sắp tới có tính chất quyết định tới cuộc đua vô địch. Trận đấu dự báo sẽ vô cùng nóng bỏng, kịch tính cũng như không loại trừ căng thẳng. Thông tin từ VPF hôm nay cho biết, ban tổ chức sẽ sử dụng trọng tài ngoại điều hành trận đấu. Cụ thể, trọng tài chính trận đấu là ông Songkran Bunmekian, 33 tuổi, người Thái Lan. Hai trợ lý Trần Duy Khánh, Hoàng Duy Tuất và trọng tài thứ tư là ông Dương Hiệu Phước. Thuê trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu nóng ở V-League là chủ trương của VPF các năm qua nhằm giảm sức ép cho các trọng tài nội, đồng thời làm liệu pháp tâm lý cho các đội bóng. Không chỉ giúp đội bóng có cựu danh thủ MU David Beckham đồng sở hữu, nở may nở mặt kể từ khi đến, chấm dứt chuỗi 11 trận không biết thắng trước đó, Messi còn gây sốt với những kiểu ăn mừng chưa từng có trong sự nghiệp. Nếu ở trận Inter Miami 4-0 Atlanta, mà anh lập cú đúp là hình ảnh đặc trưng của thần Thò, một nhân vật tiêu biểu của Marvel, thì trận thắng 3-1 Orlando City mới nhất, Messi ăn mừng bằng cách khoanh tay trước ngực kiểu chiến binh Black Panther trong Wakanda Forever. Thực tế, vào đầu hè này, giải đấu bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và Adidas đã xác nhận quan hệ hợp tác với Marvel. Do vậy, rất có thể các kiểu ăn mừng mới của Messi mang chủ đích thương mại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!